Rapper Kiêu tên thật là Lê Hải Sơn, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1987 tại tỉnh Thanh Hóa. Anh tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Là rapper đình đám một thời trong cộng đồng rap Việt, là một trong những thế hệ rapper đời đầu. Nhắc tới giai đoạn rap Việt 2007 đến 2012, có lẽ không bạn trẻ nào mê rap không biết tới cái tên Kiêu. Anh là một trong những rapper thành công nhất đất Bắc trong quãng thời gian này. Ở thời kỳ đỉnh cao, rapper Kiêu sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Những sáng tác của Kiêu có nội dung khá gai góc, sushi, xoáy sâu vào những vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Kiêu cũng có nhiều sáng tác ngọt ngào đốn tim fan nữ. Các ca khúc được đông đảo các bạn trẻ truyền tai nhau nghe. Một số bài tiêu biểu như Tiền ảo, Bé kẹo mút, Sự lựa chọn, Tự hoàn thiện. Phong cách thời trang của Kiêu cũng ảnh hưởng nhiều tới giới trẻ giai đoạn đó. Những bức ảnh của Kiêu được fan nữ tìm kiếm dán trong phòng ngủ, hệt như những thần tượng Hàn Quốc. Với chất giọng ấm flow mượt mà sử dụng câu từ rất đời thực, các MV được anh đầu tư hình ảnh và cốt truyện. Những màn hành động mãn nhãn gây được hiệu ứng với giới trẻ. Thành công quá sớm có được lượng fan rap đông đảo, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều người không thích phong cách của anh thời đó. Bài rap buông tay với những câu từ và hình ảnh 18 cộng cũng đã gây tranh cãi trong cộng đồng rap Việt. Cùng với đó, Thư gửi hư vô được cho là bài rap diss nhắm tới rapper LK, cũng có lẽ vì thế mà anh bị rất nhiều các rapper khác ra nhạc diss công kích. Có thể nói sự nổi tiếng đến quá nhanh của anh, có thể cũng ví như Sơn Tùng MTP lúc đầu mới ra mắt gây rất nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng. Được rất nhiều người yêu quý mến mộ và ngược lại cũng có không ít người tỏ ra không hài lòng. Kiêu rời xa rap từ năm 2013 đổi hướng sang lĩnh vực marketing online, thiết kế đồ họa, ứng dụng. Kiêu là ông chủ của một chuỗi thời trang nổi tiếng nên phong cách thời trang của anh cũng rất có gu, trẻ trung, năng động, phóng khoáng, cập nhật theo từng xu hướng. Dự định trong tương lai của Kiêu là mở thêm chi nhánh thời trang ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau bao năm vắng bóng, anh không còn hoạt động ra mắt sản phẩm mới. Nhưng nhiều khi ngồi lại, rapper lừng danh một thời vẫn nhớ đam mê của mình ra giết. Nhiều fan của Kiêu nghe nhạc của anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến giờ đã làm bố làm mẹ vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho anh. Đây là nguồn động lực rất lớn để Kiêu quay lại với đam mê. Nhắc đến Lin Sadi, khán giả sẽ nghĩ ngay tới Kiêu và ngược lại. Bởi từ lâu hai người là đôi bạn thân trong cộng đồng rap Việt, sự kết hợp ăn ý hoàn hảo trong từng bài nhạc và tình bạn đẹp ngoài đời thực. Kiêu từng chia sẻ nhạc rap từng là nguồn sống của mình. Những năm 2010, mình với nhiều bạn thân như Lin Sadi nói chuyện với nhau cả ngày không chán. Sau này mỗi đứa một việc, phải ngừng hát, mình vẫn thường nghĩ về nó và tự an ủi bản thân sẽ có ngày hát lại. Chắc chắn có thời gian mình sẽ lại rap tặng mọi người một, hai bài. Mình nổi lên từ những điều mộc mạc trong lời rap nên may mắn được các bạn đón nhận. Hiện tại họ vẫn mong mình rap lại, hoặc thi thoảng ra một bài cho đỡ nhớ. Nhưng hiện tại mình vẫn đang nợ một cái hẹn. Sau đó anh cùng Lin Sadi cho ra mắt bản rap siêu sao lời bài nhạc là chút tâm sự nỗi lòng của hai rapper một thời nổi tiếng. Năm 2017 anh ra bài nhạc Mình đã không còn yêu nhau, một bài rap tình yêu nhẹ nhàng có chút u buồn. Sau đó còn có màn kết hợp với nữ rapper Suzy với ca khúc Fail Love. Năm 2018 anh đã lập gia đình, ổn định về kinh doanh vợ đẹp và sau đó đã có thêm một bé trai kháu khỉnh. Thế nhưng mới đây nhất trên Facebook của anh có nhiều thông tin cho màn comeback của mình biết thế không lấy vợ. Bài nhạc được công chiếu ngày 9 tháng 10 năm 2020, với hình ảnh được quay lấy bối cảnh đám cưới vào các thập niên 70-80 về trước. Với những khẩu hiệu câu từ dí dỏm không lấy vợ, thà chết chứ không lấy vợ, thà bệnh hoạn chứ không lấy vợ. Các câu rap đã tạo thành hiệu ứng ngoạn mục cho màn trở lại rap Việt 2020 của Kiêu, được đông đảo các fan đón chờ và ủng hộ. Chính Kiêu đã tiết lộ MV và lời rap sẽ không khiến các fan thất vọng. Trên đây là tiểu sử về rapper Kiêu, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bấm đăng ký để theo dõi những video hay ho rap Việt.